thì cái việc là mời và mượn xá lợi thật của Đức Phật đó sẽ được thực hiện bằng hai cách khác nhau. Thứ nhất là chúng ta sẽ mượn xá lợi thật đây một hai viên đem về thông qua con đường ngoại giao của Bộ Ngoại giao và Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ. Thì à, cách đây à, hai năm tức là khoảng năm 2022 đó thì chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho À, mông cổ mượn và cách đây một tuần đó thì đang cho mượn tại thái lan trưng bày tại thái lan và đó cũng là cái cách để mở rộng quan hệ và giao quan hóa theo cái chủ trương của thủ tướng modi còn à, mấy lần trước á thì à, thầy có gỡ hồ sơ mượn nhưng mà không được vì lúc đó chưa có chủ trương như vậy thì năm 25 á chúng ta sẽ mượn được một vài viên xá lợi thật của đức phật tại đây rồi đồng thời thì thầy sẽ tiếp tục liên lạc lại với gia đình của cháu nội ông pepper à, William à, nơi còn giữ được một vài viên xá lợi à, sau khi dân cúng hết cho chính phủ độ thì giữ là một vài viên cộng với tất cả những hiện vật được khai quật tại cái bảo tháp ở Kavala thì như vậy thì chúng ta sẽ đồng thời có hai cái nguồn xá lệ để trưng bày cho vây sắc liệu quốc năm 2025 tại học viện văn hóa Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì đó là cái cái kế hoạch còn cái thực tiễn cuối cùng như thế nào thì chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị. Thứ nhất, xá lệ thật có giá trị thiêng liêng, có giá trị lịch sử có giá trị khảo cổ và được thử nghiệm C14 để xác định niên đại và thử nghiệm ADN xác định gen di truyền. Còn tất cả những cuộc triển lãm xá lệ còn lại đó ở đây đó trong đó có tại Việt Nam đều là xá lệ niềm tin. Đây là cái khái niệm mà thầy sử dụng hai chục năm qua. Xá lệ niềm tin nghĩa là xá lệ không có thật. người ta dùng một cái đá có màu sắc và đó đó là xá lệ thôi chứ đâu phải là xá lệ thật còn xá lệ thật thì phải phải giám định đàng hoàng thì tại ấn độ á xá lệ được xem là quốc bảo như thầy đã nói đó nhiều năm trước ve sắc liên hợp quốc ban tổ chức mượn còn không được khi chưa có cái chính sách của chính phủ ấn độ quý vị nên nhớ thế cho nên là đây đó mà nói xá lệ đó là không có cơ sở à, bây giờ đó thì việc mà mình đi đến được ấn độ đó là một nhiệm phúc bởi vì có nhiều người có tiền nhưng không có thời gian có nhiều người có thời gian thì lại không có sức khỏe có người có sức khỏe có thời gian thì không có tiền nhưng mà là muốn đến được ấn độ thì phải hội đủ cả ba cái phước đó ha mới có thể đến được và việc thứ hai đó xá lệ thật thì có màu xương không có màu sắc chúng ta nên nhớ nha tất cả những chỗ chuyển lãm xá lệ mà có màu sắc á đều là xá lệ niềm tin không phải là xá lệ thật và hàng giả bao giờ cũng đẹp hơn hàng thật Cũng giống như các diễn viên đóng vai các hòa thượng ở Trong các phim kiếm hiệp của Trung Quốc đó, Luôn luôn là đẹp trai hơn Đạo mạo hơn Và trang nghiêm hơn là các hòa thượng thật Các hòa thượng thật thì thì đâu có hảo tướng Giống như với diễn viên điện ảnh là đóng vai đâu vì họ đóng vai mà cho nên trước khi mà ra một cái thủ pháp đánh võ phải là nam mô như là phật xong mới đánh đánh xong mà lỡ người ta chết xong rồi là mô với đà Phật à? mà thực tế thì các Bà thượng đâu có đánh giỏi giết người. Không à. nhưng mà phim nó là vậy. Thì xá lợi thật đó thì bao giờ nó cũng không đẹp bằng xá lợi giả và do đó đó chúng ta phải thấy rất rõ đó là chiêm bái xá lợi thật thì ít nơi có được. Ấn Độ là một rồi. Trung Quốc thì có xá lợi răng Phật là thật. Còn ở Miến Điện có xá lợi tóc thật nha yeah, và xá đào tóc nó không bao giờ cho ai mượn còn những cái chỗ mà ta đem đi chỗ này chỗ nọ đều là lấy cỏ billy à, có khi ta bán năm ngàn đô, 10 ngàn đô à, có khi cho mượn, à, có khi lấy tiền, có khi không lấy tiền đó là cỏ hết và xá lại tóc thật á thì không có quậy quọ gì được hết á vì nó giống như tóc của con người thôi còn á, cái cỏ billy đó khi mà có cái chất xúc tác của độ ẩm nhà nước thì tự động nó xoay 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 nó là cái phản ứng tự nhiên trong cái loại cỏ đặc biệt này và khắp thế giới hiện nay đó nếu mà lấy cái đó mà để làm xá lệ tóc á thì có thể là năm ngàn cho đến mười ngàn chỗ có như vậy đều là đồ giả hết nha quý vị điều thứ ba việc mà chúng ta chi bán xá lệ đó là một vị phúc lớn nhưng đức phật đã thấy rõ cho nên ngài đã cảnh báo rồi và ngài lập ra học thiết đó là ba thân phật thì trong đó đó là có pháp thân tiếng Rít nó gọi là Đâm ma ca gia thì cái ngữ nghĩa chính của cái thuật ngữ này đó đó là chỗ nào đó mà có truyền bá và thực tập chánh pháp Đâm ma là chánh pháp thì thân thể của phật như đang tiếp tục còn hiện hữu trên quả đề như vậy chánh pháp chính là thân của đức phật thì đây là một cái triết lý rất là sâu và đức phật không có khích lệ chúng ta đặt nặng cái 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 cái, cái uh, gọi là uh, lễ bái xá lệ có thì chúng ta lễ bái thì rất là tốt không có cũng không có sao còn chỗ nào không có xá lệ thật nhưng mà có truyền bá chân lý bằng thuyết giảng rồi bằng uh, là in ấn rồi bằng thực tập bằng truyền bá thì chỗ đó đó là pháp thân phật vẫn còn tiếp tục tồn tại đó, thì để cảnh báo cái tình trạng đó là khi mà ta quý trọng cái xá lệ quá đó thì nó dẫn đến hiện tượng là xá lệ niềm tin tại vì người ta quá kính trọng cho nên người ta phải làm đồ giả mà đồ giả thì nó thu hút người gốm lắm à, quảng bá còn đồ thiệt á, thì rất là khó mượn được nha phải làm rất nhiều các thủ tục à, riêng cái xá lệ thật à, răng mà do ngài quyền trang mang về thế kỷ thứ bảy à, về lại trung quốc đó do vua giới nhật của ấn độ trao tặng đó thì á, là khi mà vua thái lan đó kỷ niệm sinh nhật 75 năm của ông đó À, phải đóng đến mấy trăm ngàn mỹ kim để thế rồi bằng đó là năm bảy đường ngoại giao khác nhau với rất nhiều các công hàm trong vòng vài năm mới mượn được cái xá lệ ranh thật từ trung quốc à, mang qua thái lan để chiêm bái à, cầu phúc cho cho vua nhưng mà tại thái lan thì rất nhiều chùa các ngàn chùa nó có xá lệ thì chúng ta biết là xá lệ niềm tin hết ở việt nam cũng có hàng ngàn chùa nó có xá lệ có là xá lệ niềm tin hết xá lệ thật thì không sản sinh ra được nha quý vị À, còn sao lệ giả đó thì người ta đưa ra những cái loại mà à, khoáng chất đó à, nó có cái cấu tạo đặc biệt để thời gian nó phát sinh ra cái mới. Giống như ở núi á, nếu quý vị quay cái vị trí đó cố định nha và năm sau ra quay lại chúng ta thấy có sản sinh ra những cái cục đá mới. À, đá thì nó có hai loại, đá gọi là không thể sinh và đá có thể sinh. Đó, thì cái xá lệ thật là không thể sinh ra được. Có lễ bái tỷ 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 lần thành kính cỡ nào đi nữa của ông ta sinh ra được, còn xá lệ giả ta lấy cái lượng khoáng chất đó là nó tự động nó sinh có lại, ông lại nó tự động nó sinh. À, còn xá lợi tóc thật nó chỉ có mấy sợi thôi, là được xem là báo vật của miếng điện không cho ai mượn từ đó đến giờ. Chúng ta nên nhớ nha, và chỗ nào mà đi trưng bày xá lợi tóc, à, đều là đồ giả hết. À, bất cứ là ở đâu, bất cứ là ai tuyên bố, chúng ta đều biết đó là xá lệ giả. Cho nên á, mình hãy nhớ đến cái học thuyết pháp hơn để khi có cơ hội đến tận nơi chiêm bái sáu lời thật thì quá quý vì nó là một cái sự kiện lịch sử nó là một cái cơ hội một cái dịp để chúng ta chiêm bái còn không có được cái cơ hội đó thì việc thực tập bằng cách là đọc kinh phật nghe kinh phật hiểu kinh phật thực tập kinh phật truyền bái kinh phật là cách làm cho thân phật được tồn tại vĩnh hằng đó là học thuyết pháp thân thì sau đây thì đi đến chiêm bái phật tích ấn độ và nepal đó có một địa điểm mà phần lớn các đoàn không biết và bị bỏ qua đó là thăm viếng viện bảo tàng quốc gia ở thủ đô delhi của ấn độ thì viện bảo tàng này nó chia ra đến 29 cái khu vực và khu vực chúng ta đang có mặt đó là khu vực dành cho phật giáo khu vực dành phật giáo quan trọng nhất đó, là xá lệ thật của đức phật thì xá lệ thật này đó được khai quật tại kavalavastu phía ấn độ tiếp giáp với biên giới của phía uh, Nepal và uh, công trình khai quật là nhờ vào công của kỹ sư uh, William Pepper vào uh, năm 1898 uh, đang khi uh, sở hữu chủ uh, của một cái khu đất rộng lớn tại đây đó thì ông đã cho gia nhân của mình đào xuống uh, ở khu vực đất đó để trồng uh, trọt thôi thì phát hiện ở dưới lòng đất nó có gạch đỏ và khi đào nữa thì mới phát hiện ra một cái tháp mà mỗi một cái cạnh đó à, trái phải đó thì khoảng 36 cho đến 40 mét và khi mà đào xuống nữa thì phát hiện ra hai cái tráp đá còn nguyên diện thì cái tráp lớn thì quý vị thấy là nó cao một tấc rưỡi tráp nhỏ thì khoảng là một tấc rồi trong hai cái tráp này đó thì có khắc ghi chữ à, đây là xá lợi của Đức Phật thích Ca đó thì bên cạnh đó thì còn có thêm nhiều hiện vật trang sức mỹ phẩm à, của dòng họ Sakia. thì có lẽ là khi mà bị vua Tỳ Lô đi à, à, đánh bại và bình địa đó thì à, dân tộc Sakia đó là thoát thân để mà à, tìm cái cơ hội được sống sót thì họ rời khỏi cái khu vực à, à, Kavalamasu phía bên Nepal. Và di chuyển mấy chục cây số về phía của Ấn Độ để mà thay hình đổi họ để tiếp tục được sống sống toàn thì khi đi đó thì họ mang theo các xá lệ thật của đức Phật và và cái cái, cái công cuộc phát hiện Xá lệ thật vào năm 1898 nó rất là ly kỳ sau khi công bố nó ra đó thì thì, thì thì các nhà khảo cổ học Đức và các nhà khảo học anh đó theo lịch sử mô tả là có phần ganh tỵ À, cho nên người ta muốn làm giảm cái cái danh dự của người phát hiện mà vốn ông không phải là một nhà khảo khoa học cho nên ta mới nói đó là xá lợi giả từ đó đó nó dẫn đến nhiều cái xáo trộn nguy hại đến tính mạng của ông cho nên ông pepper và gia đình đó phải gọi là bỏ về vương quốc anh để tị nạn và để tìm sự an toàn thì sau khi mọi thứ nó được bình ổn đó thì bắt đầu chính phủ của ấn độ mới liên lạc với chính phủ anh để tiếp xúc với gia đình của Pepper Và cuối cùng á Cái hành trình đưa xá lệ thật Của uh, Pepper khai hoạt Đại ca su ra về đến Ấn Độ Để mới được thực hiện Thì uh, hồi năm um, 2014 đó Lẽ <laughs> ra thì Đại lễ về sắc liều quốc lần đó đó Thì chúng ta có cơ hội chương mà được xá lệ thật Thì thầy có trực tiếp liên lạc với Hai cháu nội của ông Nhưng mà Rất tiếc mà có thời điểm đó đó thì xá lợi thật của Đức Phật đó đã được gia đình nó ký hợp đồng cho một cái viện bảo tàng à, nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ, trưng bày Cho nên là ngay đến trùng với cái thời điểm mà đã lỡ rồi cho nên không thể mang qua được. Thì lúc đó thì họ nói là chỉ có thể mang những cái à, trang sức phẩm đó, cùng với à, đặt chung ở trong xá lợi cái đưa xá lợi đó. Thì thầy thấy là nếu không có xá lợi mà có trang sức phẩm không để là không có ý nghĩa cho nên mình không có không có mượn. Thì à, năm 2025 kỷ niệm 55 độc lập và thống nhất Việt Nam đó, thì ban à, tổ chức về sắc liệu Quốc đã chấp nhận Việt Nam là nước đăng cai lần thứ tư. thì điểm đăng cai là học viện pháp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. À, sáng hôm nay đó, lẽ ra thì có phiên họp, nhưng mà do vì nó trùng với cái giờ đi của chúng ta, thì đức à, pháp chủ đã triển khai phiên họp, là học viện mới vừa kết thúc cách đây khoảng nửa tiếng để à, bàn thảo về cái kế hoạch sơ bộ cho việc tổ chức ve sắc lệ hợp quốc thì trước khi đi thì đã gửi hai cái một cái là đề án 10 trang và một cái là những cái chương trình cần phải được à, thực hiện để phục vụ cho ve sắc lệ hợp quốc thì cái việc là mời và mượn xá lợi thật của đức phật đó, sẽ được thực hiện bằng à, hai cách khác nhau thứ nhất đó, là chúng ta sẽ mượn xá lợi thật đây một hai viên đem về thông qua con đường ngoại giao của bộ ngoại giao và đại sứ việt nam tại ấn độ thì à, cách đây 2 à, năm tức là khoảng năm à, 2022 đó thì chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho à Mông Cổ mượn và cách đây một tuần á thì đang cho mượn á, tại Thái Lan chứ không phải tại Thái Lan và đó cũng là cái cách để mở rộng quan hệ và giao văn hóa theo cái chủ trương của Thủ tướng Modi. Còn à, mấy lần trước á thì à, thầy có gỡ hồ sơ mượn nhưng mà không được vì lúc đó chưa có chủ trương. Như vậy thì năm 25 á, chúng ta sẽ mượn được một vài viên xá lợi thật của Đức Phật tại đây. Rồi đồng thời thì thầy sẽ tiếp tục liên lạc lại với gia đình của cháu nội ông Pepper à William à, nơi còn giữ được một vài viên xá lợi. À, sau khi dân cúng hết cho chính vẫn độ thì giữ lại một vài viên. Còn với tất cả những hiện vật được khai quật tại cái bảo tháp ở Kavala Vastu thì như vậy thì chúng ta sẽ đồng thời có hai cái nguồn xá lợi để trưng bày cho về sắc liệu quốc năm 2025 tại học viện hóa Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì đó là cái cái kế hoạch à, còn cái thực tiễn cuối cùng như thế nào thì chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị thì bây giờ chúng ta thấy là cái bảo tháp này đó thì được làm vào ngày 10 tháng 10 năm 1997 thông qua con đường ngoại giao của đại sứ Thái Lan tại Ảng Độ thì các nghệ nhân của Thái Lan đó đã cúng dường và bên trên thì có viên kim cương ha ở trên đỉnh có viên kim cương còn ở vị trí chính giữa của cái hộp tròn á, thì chúng ta thấy là có chín viên xá lợi của đức phật quý vị có thể nhìn bên trái bên phải để thấy rõ hơn thì lát nữa đó là chúng ta sau khi đảnh lễ niệm phật thì chúng ta sẽ chụp hình tập thể sau chụp thể thì chúng ta sẽ chụp từng người do đó lúc mà chụp hình á thì quý vị quan hệ đó là đừng có đứng ngoài sau vì dính hình người khác nhà nó không có được trang nghiêm thì nhân dịp mình đến chiêm bái xá lệ thật của đức phật tại diện bảo tàng quốc gia ấn độ đó thì thầy muốn nhắc ba điều sau đây thứ nhất xá lệ thật có giá trị thiêng liêng có giá trị lịch sử có giá trị khảo cổ và được thử nghiệm C14 để xác định niên đại và thử nghiệm ADN xác định gen di truyền còn tất cả những cuộc triển lãm xá lệ còn lại đó Ở đây đó trong đó có tại Việt Nam Đều là xá lệ niềm tin Đây là cái khái niệm mà thầy sử dụng 20 năm qua Xá lệ niềm tin nghĩa là xá lệ không có thật Người ta dùng một cái đá có màu sắc Và đó đó là xá lệ thôi chứ đâu phải là xá lệ thật Còn xá lệ thật thì phải, phải giám định đàng hoàng thì tại Ấn Độ á, xá lợi được xem là quốc bảo như thầy đã nói đó, nhiều năm trước ve sắc Liên Hợp Quốc ban tổ chức mượn còn không được khi chưa có cái chính sách của chính phủ Ấn Độ. Quý vị nên nhớ thế. Cho nên là đây đó mà nói xá lợi đó là không có cơ sở. bây à, giờ đó thì việc mà mình đi đến được Ấn Độ đó là một diễm phúc. Là bởi vì có nhiều người có tiền nhưng không có thời gian. Có nhiều người có thời gian thì lại không có sức khỏe. Có người có sức khỏe, có thời gian thì không có tiền. Nhưng mà là muốn đến được Ấn Độ thì phải hội đủ cả ba cái phước đó ha mới có thể đến được và việc thứ hai đó xá lệ thật thì có màu xương không có màu sắc chúng ta nên nhớ nha tất cả những chỗ triển lãm xá lệ mà có màu sắc á đều là xá lệ niềm tin không phải là xá lệ thật Đã. và hàng giả bao giờ cũng đẹp hơn hàng thật cũng giống như các diễn viên đóng vai các hòa thượng ở trong các phim kiếm hiệp của trung quốc á luôn luôn là đẹp trai hơn đạo mạo hơn à, và trang nghiêm hơn là các hòa thượng thật các hòa thượng thật thì thì đâu có hảo tướng giống như mấy diễn viên điện ảnh là đóng vai đâu vì họ đóng vai mà cho nên trước khi mà ra một cái thủ pháp đánh võ phải là nam mô như là phật xong mới đánh à, đánh xong mà lỡ người ta chết xong rồi nam mô như là phật à nhưng mà thực tế thì các hòa thượng đâu có đánh võ giết người à, nhưng mà phim nó là vậy thì xá lệ thật đó, thì bao giờ nó cũng không đẹp bằng xá lệ giả và do đó đó chúng ta phải thấy rất rõ đó là chiêm bái xá lệ thật thì ít nơi có được ấn độ là một nè ha trung quốc thì có xá lệ răng phật là thật còn ở miến điện có xá lệ tóc thật nha và xá đào tóc nó không bao giờ cho ai mượn còn những cái chỗ mà ta đem đi chỗ này chỗ nọ đều là lấy cỏ billy ly có khi ta bán năm 000 đô 10 000 đô À, có khi cho mượn à, có khi lấy tiền có khi không lấy tiền đó là cỏ hết và xá lệ tóc thật á thì không có quậy quọ gì được hết á vì nó giống như tóc của con người thôi còn á, cái cỏ Billy đó khi mà có cái chất xúc tác của độ ẩm và nước thì tự động nó xay 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 nó là cái phản ứng tự nhiên trong cái loại cỏ đặc biệt này và khắp thế giới hiện nay đó nếu mà lấy cái đó mà để làm xá lệ tóc á thì có thể là 5 000 cho đến 10 000 chỗ có như vậy Điều là đồ giả hết nha quý vị <laughs> điều thứ ba việc mà chúng ta chi bán xá lệ đó là một vị phúc lớn nhưng đức phật đã thấy rõ <laughs> cho nên ngài đã cảnh báo rồi và ngài lập ra học thiết đó là ba thân phật thì trong đó đó là có pháp thân tiếng sân rít gọi là đâm ma ca gia thì cái ngữ nghĩa chính của cái thuật ngữ này đó đó là chỗ nào đó mà có truyền bá và thực tập chánh pháp năm ba là chánh pháp thì thân thể của Phật như đang tiếp tục còn hiện hữu trên quả đề như vậy chánh pháp chính là thân của Đức Phật thì đây là một cái triết lý rất là sâu và Đức Phật không có khích lệ chúng ta đặt nặng cái cái cái, cái, cái uh, gọi là uh, lễ bái xá lệ có thì chúng ta lễ bái thì rất là tốt không có cũng không có sao còn chỗ nào không có xá lệ thật nhưng mà có truyền bá chân lý bằng thuyết giảng rồi bằng là in ấn rồi bằng thực tập bằng truyền bá thì chỗ đó đó là pháp thân phật vẫn còn tiếp tục tồn tại đó, thì để cảnh báo cái tình trạng đó là khi mà ta quý trọng cái xá lệ quá đó thì nó dẫn đến hiện tượng là xá lệ niềm tin tại vì người ta quá kính trọng cho nên ta phải làm đồ giả mà đồ giả thì nó thu hút người gốm lắm à, quảng bá còn đồ thiệt đó thì rất là khó mượn được Nha, phải làm rất nhiều các thủ tục à riêng cái xá lệ thập à, răng mà do ngài quyền trang mang về thế kỷ thứ bảy à, về lại trung quốc đó do vua giới nhật của ấn độ trao tặng đó thì đó là khi mà vua thái lan đó kỷ niệm sinh nhật 75 năm của ông đó à, phải đóng đến mấy trăm ngàn mỹ kim để thế rồi bằng đó là năm bảy đường ngoại giao khác nhau với rất nhiều các công hàm trong vòng vài năm mới mượn được khi xá lệ răng thật từ trung quốc à, mang qua thái lan để chiêm bái à, cầu phúc cho cho vua nhưng mà tại thái lan thì rất nhiều chùa các ngàn chùa nó có xá lệ thì chúng ta biết là xá lệ niềm tin hết ở việt nam cũng có hàng ngàn chùa nó có xá lệ Cũng là xá lệ niềm tin hết xá lệ thật thì không sản sinh ra được nha quý vị à, còn xá lệ giả đó thì người ta đưa ra những cái loại mà à, khoáng chất đó à, nó có cái cấu tạo đặc biệt để thời gian nó phát sinh ra cái mới giống như ở núi á nếu quý vị quay cái vị trí đó cố định nha và năm sau ra quay lại chúng ta thấy có sản sinh ra những cái cục đá mới à, đá thì nó có hai loại đá gọi là không thể sinh và đá có thể sinh đó thì cái xóa lệ thật là không thể sinh ra được có lễ bái tỷ 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 lần thành kính cỡ nào đi nữa của ông ta sinh ra được còn xá lệ giả ta lấy cái lời khoáng chất đó là nó tự động nó sinh có lại không lại nó tự động nó sinh à, còn xá lệ tóc thật á chỉ có mấy sợi thôi à, được là được xem là báu vật của miếng điện không cho ai mượn từ đó đến giờ chúng ta nên nhớ nha và chỗ nào mà đi trưng bày xá lệ tóc à, đều là đồ giả hết à, bất cứ là ở đâu bất cứ là ai tuyên bố chúng ta đều biết đó là xá lệ giả cho nên á mình hãy nhớ đến cái học thuyết pháp hơn để khi có cơ hội đến tận nơi Chia bái sáu lời thật thì quá quý vì nó là một cái sự kiện lịch sử nó là một cái cơ hội một cái dịp để chúng ta chia bái còn không có được cái cơ hội đó thì việc thực tập bằng cách là đọc kinh phật nghe kinh phật hiểu kinh phật thực tập kinh phật truyền bái kinh phật là cách làm cho thân phật được tồn tại vĩnh hằng đó là học thuyết pháp thân thì sau đây thì chúng ta sẽ cùng và đầu tiên là chụp tập thể từng xe nha sau khi chụp xong á thì thầy sẽ mời từng người lên một người đứng trái đứng phải sẽ có hai máy để chụp thì lúc mà mình đứng chụp á thì tâm mình trang nghiêm uh, gương mặt quan hỷ chắp tay nha rồi xong rồi đi ra rồi tất cả về sau đừng có ai rước bước ra hết thì đang lúc mình chụp thì không có niệm người nào mà đang chờ đến phiên mình á thì niệm nha quý vị thì bằng cách đó thì mỗi người đều có được một cái tấm ảnh kỷ niệm với xá lệ thật của đức phật ở tại viện bảo tàng quốc gia à, Ấn Độ thì chúc quý vị à, dùng các năng lượng lành à, hướng về Đức Phật thông qua sáu lệ thật của ngài và nguyện chúc cho thế giới được hòa bình, Nếu Việt Nam được thịnh vượng phát triển, nhà nhà công đó ấm, mọi người hạnh phúc bình an và tất cả đó đều có cơ hội để trải nghiệm chân lý Phật để chữa lành các nỗi khổ về niềm đau, à, chúc tất cả được an lành.